Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Nguyễn Thị Bích Ngọc. Năm nay mình 19 tuổi, mình sinh ra lớn lên tại thành phố Vinh, Nghệ An. Hiện mình đang làm mẫu chụp ảnh, lookbook chụp ảnh cưới thành phố Vinh. Sở thích của mình là live stream nói chuyện cùng các bạn và chụp ảnh. Hôm nay mình xin gửi tới mọi người phân cắt tim của mình cho tim Kimochi. Ý đi của mình là 69401060. Nickname của mình là Ngọc Bích. Sau đây mình xin trình bày ca khúc Anh Người Ở Lại của Chi Pu. Xin mời mọi người cùng thưởng thức và lắng nghe. Đây là chia tay, sống những lần không hiểu nhau. Thay vì thương anh, bao nhiêu lần yêu vỡ nát mưa rồi. Tại vì hôm mưa anh đưa chia vô đã làm trái tim em có vòng. Mà cầu vòng thì có khi mưa vừa tan, em cũng rời đi khi anh hết yêu. Vì sợ cô đơn nên em mặc kệ đúng sai, mặc kệ anh có đưa đôi bàn tay ấm áp cho anh. Chỉ cầu xin anh em đã rất đau, đừng làm mắt em vương vấn thêm buồn. Dù có yêu trăm người mà trái tim không cười thì vẫn cô đơn thế. Anh ơi anh ở lại với em đi anh ở lại. Đừng làm ấm mây trôi trên bầu trời, một mình mình rơi bông hoa xinh ngoài vườn nhà. Sợ cũng đã xa xa bông hoa nỗi buồn, thật nhiều đớn đau mà người lo lắng đâu rồi. Thật nhiều đớn đau mà người lo lắng.